Vâng này, xin chào tất cả các bác. Thì hôm nay tôi vừa mới mua một cái máy quay phim của hãng Sony. Thế thì cũng rất nhiều các bác hỏi là tôi hay đi quay video thì tôi quay bằng cái thiết bị gì. Thì xin chia sẻ các bác thì có lúc thì tôi quay bằng điện thoại, có lúc thì tôi quay bằng máy quay. Thế hôm nay tôi mua thêm một cái máy quay của hãng Sony. Thế con này thì giá nó chỉ tầm 10 triệu thôi. Nó là loại bình dân chứ không phải loại cao cấp thì đắt tiền hơn. Mình dùng ở tầm vừa vừa vậy thôi. Thì bây giờ đây là cái chân của nó này. Cái chân này thì phải mua thêm. Còn cái máy của nó thì chỉ có nguyên trong này thôi. Anh mở ra. Mở ra em ạ. Tôi cầm máy quay cho nên là sẽ nhờ anh đồng hành cùng tôi mở cái hàng này ra. Con này gọi là tên gì? Gì? Cái gì 44. Đấy. Mở ra là không biết. Rồi ok. Bắt đầu mở chiếc ra. Ba lô này. Được một cái ba lô này. Cái ba lô của thương hiệu của Sony. Một cái túi đựng máy quay này. Áo khoác này là được tặng. Áo khoác này được tặng trong cái đợt khuyến mại. Cái này là tặng quà khuyến mại sáng nay. Thẻ nhớ đi cùng và cái cổng Sony. Cái cổng này cực kỳ chất lượng này. Để copy mà đọc đấy. Đấy, này, một cái thẻ 16GB và một cái micro shop. Nhưng mà cái hàng này mới là hàng Sony xịn nhá. Những cái mà mình mua ở bên ngoài là không xịn đâu. Kể cả cái thẻ nhớ này cũng thế. 16GB nhưng mà nó khá đắt đấy. Phiếu bảo hành. Và một cái thư, chưa có phiếu bảo hành. Cái thẻ điện tử à? Thẻ bảo hành điện tử mà. Đây là cái thư của bên công ty thôi. Ở đây sản phẩm chính đây. Mình đặt đây ra. Đây là cái sản phẩm mua từ chính hãng Sony các bác nhé. Đâu rồi? Trung tâm center, Sony center. Đây. Sony ở miền Bắc thì nó làm ở địa chỉ này. 100 Xuân Thủy Cầu Giấy, Hà Nội. Tôi giao dịch là qua gửi xe. Cái gửi bưu điện hơi lâu. Muốn là gửi xe luôn. Đây mới là hướng dẫn sử dụng này. Có các thứ tiếng luôn. Tiếng Việt. Tiếng Nhật. Tiếng Anh. Đấy, rất nhiều các loại tiếng ở đây. Cái này không cần thiết. Đúng là hàng chính hãng khác. Nhìn nó đã khác. Rồi phụ kiện đi kèm này. Một cái dây này là dây sạc pin. Cổng sạc này. Một cái sạc pin. Ngày xưa lúc mua cái có cái này sau mất. Đây là cái sạc pin này. Sạc chính hãng của nó này. Sạc mới ngon này. Còn đây là cái dây truyền vào máy tính. Hay vào thiết bị TV phải. Cũng sạc pin này. Sạc pin này. Đây là cái trung tâm của nó. Đây là cái máy này. Mở ra em. Còn kia còn cái gì nữa? Đây rồi. Đấy. Còn Sony. Pin nữa. Zoom 60, 60 nhân. Này, đóng mở. Pin ngoài đúng không? Chưa nắp pin. Đây. Rất là nhỏ gọn. Đây gọi là máy quay phim cầm tay. Con này là tên là CX. Đây này. CX450. Đây. Cái tên máy của nó là CX405. Phải không? Không phải. 404. Con này là PZ440. Còn con này thì rẻ hơn. Con này chỉ có hơn 6 triệu thôi này. Còn con này là PZ440 này là 8 triệu mấy? 9 triệu. 8 triệu 900. Mới mua thêm cái phụ kiện của nó, cái chân này. Cái chân này nữa thì là 620.000 nữa. Đấy là mua ở hãng. Còn mua ở trên Lazada, mua ở trên Shopee nó rẻ hơn. Nhưng mà nói thật là tôi cứ mua hàng điện tử, mình cứ mua chính hãng. Đắt hơn một tí nhưng mà hy vọng là nó sản phẩm nó sẽ như ý của mình.
xuống điện thoại Samsung còn giá tàu nhá. Rồi lấy dao cắt ra. Thì đấy là toàn bộ những cái phụ kiện của cái máy quay PZ440 của hãng Sony, hàng chính hiệu vừa mới được nhập về. Đấy, các bác nào mà quan tâm đến sản phẩm này thì tôi nghĩ là Sony là một cái hàng thương hiệu điện tử chất lượng để cho tất cả các bác tham khảo và chơi và mua. Với tất cả các bác thợ bẫy chim hay là các bác quay video làm YouTube thì cũng rất là hợp lý, dung lượng quay nhẹ, chống rung quang học. Và bây giờ thì tôi sẽ cất mấy cái đồ này đi và chỉ sử dụng cái máy thôi. Xin chào tất cả các bác.